chúng mình có thể thấy quý vị khán giả ngồi bên dưới đón xem biểu diễn ảo thuật là như thế nào. Ngay sau đây Quang Khải xin mời một em nhỏ, một em nam thôi, độ tuổi từ 9 đến 1 tuổi, đại diện cho quê hương Phúc Sơn lên biểu diễn ảo thuật cùng với Quang Khải. Và Quang Khải hứa sẽ dạy ảo thuật cho em nhỏ này nhé. Đâu như bắt được. Mời những em nào ngồi xuống, những em nào đứng lên là không mời. Em nào ngoan ngồi xuống, mấy em áo đỏ ngồi ngoan, đó rồi. Mấy em này lộn xộn không mời, ngồi xuống nào. Nào đi, em cởi áo ra nhá, em cởi áo ra, em cởi áo ra cho bạn. Đúng rồi. Rồi đi lên trên này. Đi lên trên này phải chưa? Xin mời. Bây giờ cần chưa nào, đồng chí Long mời em nhỏ đây nào. Đâu rồi Cần Sương? À đây, trời ơi, có đi xem con robot à? Ở đây, đây nhé. Đứng ở đây, đứng ở đây. Đúng rồi, đứng ở đây. Em đứng ở đây. Sau lên sân khấu cứ dạng chân như thế này, dáng đến bến tre. Xấu hổ à? Nào, cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Nào, chân đứng nghiêm nào, đứng nghiêm để lấy lại bình tĩnh nào. Đứng nghiêm nha anh. Chào cờ người thứ hai. Đúng rồi, nghiêm này thay đặt đây. Lên sân khấu không phải run nữa, kiểm tra cho chút thôi nào. Không run thế nào, bình tĩnh thôi. Sao lại tiêm đập chính thích thế này? Mày ơi, nào bình tĩnh. Anh bảo này, biểu diễn ảo thuật đòi hỏi phải có sự nghiêm túc nghe chưa? Bây giờ em đặt tay vào đây, nhìn thẳng ra phía trước, nhìn thẳng ra phía trước nhá, không được cười. Nghiêm túc à? Nghiêm túc à? Và trước khi đến với màn biểu diễn này, đặt tay vào đây, cúi chào toàn thể quý vị khán giả bên dưới nào. Ngoan quá, vỗ tay thật lớn nào quý vị. Bây giờ em hãy cho áo mình vào trong quần, cho áo vào trong quần, cho vi vào. Đúng rồi. Này, đi xem mặc quần của bố sao mà lỏng thế. Thế à? Nào đúng chân chưa, nghiêm chưa? Đúng rồi, nghiêm túc rồi nhá. Và trước khi đến với màn biểu diễn ảo thuật này, xin phép quý vị khán giả bên dưới cho cô Khải cho được làm quen với bạn nhỏ này. Anh hỏi em tên là gì? Trường. Đọc rõ họ tên nào. Hà Xuân Trường. Hà Xuân Trường, đặt tay vào đây. Nghiêm túc rồi nhá, mấy bạn này ngồi xuống đi. Ngoan chứ, các bạn, cho quý vị khán giả bên sau của đón xem nào. Nghiêm túc vào. Trường ơi, Trường cho anh hỏi hôm nay Trường được bao nhiêu tuổi rồi? Em 12. 12 tuổi, thế Trường đã có gia đình chưa? Có. Có chưa? Có. Đúng rồi, vỗ tay là lớn nào. Các bạn lại cười. Anh có hỏi bạn ấy lấy vợ đâu mà ồ lên thế. Gia đình ở đây là ông bà bố mẹ nhá. Trả lời rất là thông minh. Em thích ảo thuật không? Có. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi bây giờ giơ tay thật cao lên nhé. Hai tay thật cao lên. Nhớ là cái chân này phải lúc nào cũng phải trụ lấy nhau nhá. Để con run nào. Tim hết đập thì nhà. Quý vị khán giả mến, không để quý vị khán giả phải chờ lâu thêm nữa. Ngay sau đây xin mời tập thể quý vị khán giả ngước mắt về sân khấu đến với tiết mục ảo thuật hài ước Chiếc Quà Thần Kỳ, Chiếc Quà Biết Làm Thôi Miên qua phần biểu diễn của ảo thuật gia Xuân Trường. Một tràng vỗ tay thật.
rồi bạn trường đã bị trích hoạt điều khiển gác lưu gì đúng không? Bây giờ em đòi hỏi phải nghiêm túc rồi nhé. Bây giờ em hãy nhắm mắt mình ra nào. Mí môi vào. Nhắm mắt của mình vào, sau đó trường hãy ước. Em ước cái gì? Kết quả sẽ cho em cái đấy, nghe rõ chưa? Trường nghe rõ chưa? Em ước cái gì? Kết quả sẽ cho em cái đấy nhá. Và bây giờ, nhắm mắt vào, đừng tí mắt luôn. Ông này dê thấy cứ nhìn bạn gái như này rồi. Nào, nghiêm túc vào nào. Cầm chắc lên kết quả đây. Cầm chắc lên kết quả, cầm vào đây. Cầm chắc là nào. Rồi, bây giờ bạn hãy mở mắt của mình ra, mở ước xong rồi mở mắt của mình ra nhá. Ngay sau đây anh sẽ hô thần chú hú ba câu. Anh hô như thế nào? Em phải hô theo như thế nhá. Nhớ hô thật to vào nghe rõ chưa? Đặt sắp vào đi. Bắt đầu nào. Mở mắt ra. Bắt đầu nhá. Úm ba la. Úm ba la. Ai? Cầm chắc cái quả đây. Cầm chắc cái quả đây nhá. Cái gì đấy? Nghiêm túc vào nào. Đề nghị này phải nghiêm túc nhá. Nghiêm túc vào nhá. Nghe anh nói này. Úm ba la. Úm ba la. Ông này điêu quá nha quý vị ơi. Có lẽ ông này nhắm mắt vào ước bà già hay sao ấy. Đây. Cầm ra. Úm ba la. Úm ba già. Ôi giời ơi. Thua rồi. Anh bảo úm ba la thì úm ba la sao lại úm bà già. Rồi. Và bây giờ anh có các bạn nhỏ ở bên dưới đếm từ 1 đến 3 xem úm bà già của em là như thế nào nhá. Cầm vào đây. Nhắm mắt của mình nào. Lúc nào anh đếm đến số 3 thì sẽ nhắc quà này ra nhá. Xem úm bà già ra cái gì nhá. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, chuẩn bị đếm nào. 1 2 3 Sự hoạt. Ông này đang đen xì trong cười to, thấy bạn rất quần sao. Nào. Trời ơi. Em úm bà già người gì mà chết kết quả qua nhờ. Cũng mà già cần gì mà sẽ hết quả qua nhờ. Kiểm tra có dao kéo hay không. Ôi. Ôi. Uống kiểu gì đấy. Mà uống ba la không uống lại cứ đi uống bà già vậy. Ước cái gì không uống lại đi uống cho quả rách như thế này. Quý vị khán giả vỗ tay đập to ra ở phần ra xuân trường nào. Người được phải danh sẽ khoảng rất giỏi trong đêm này. Này, vừa rồi em không nghiêm túc, em uống bài già, dẫn quạt của anh rồi, điện lại cho anh đi. Anh biểu diễn rất là nóng nữa. Kính thưa quý vị, khán giả thân mến, và liệu điều gì ngạc nhiên sẽ ra tiếp theo với chiếc quạt thần kỳ này? Xin mời. Ôm chắc vào nha. Không mặc quần bố là nó rơi xuống đấy nhá. Cầm chắc đi. Cầm chắc vào nào. Quần em hơi lỏng đấy nhá. Rồi. Vừa rồi em biết tại sao không? Em không nghiêm túc. Em úng bà già. Sẽ mất quả rồi. Anh bảo rồi, biểu diễn ảo thuật trên sân khấu là phải cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ nhá. Bây giờ anh cho em ước lại nhá. Rồi bây giờ em hãy nhắm mắt của mình vào, nghiêm túc vào. Ước lại đi. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt của mình vào. Thật nghiêm túc vào nào. Mí môi vào. Ước lại nha. Đừng ước bà già nữa chưa. Ước thì ước công chúa thôi nhá. Mở mắt của mình ra nào. Lấy quạt ra. Cẩn thận thu quần. Xẻ quạt ra nào. Vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi. Lành rồi. Quạt sẽ có mát không. Quạt đi. Quạt nào. Ôi giời, giống thầy mò thế. Quý vị khán giả vỗ tay thật lớn. Thật ra sân trường rồi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ảo thuật là vậy, ai cũng thể biểu diễn được, và bạn sân trường cũng thể biểu diễn được ảo thuật rất dễ học và dễ làm mà thôi. Và phần biểu diễn của em rất là thành công, anh sẽ tặng em một cuốn sách nhá. Tặng em một cuốn sách biểu diễn ảo thuật. Về nhà biểu diễn cho bố mẹ ở nhà đón xem nhá. Đến trường, đến lớp thì lấy ra biểu diễn cho các bạn ở lớp xem nhá. Trong này có 10 trò biểu diễn ảo thuật đan tay như biến giấy thành tiền, em có thích không? Có. Biến đổi cân bài có thích không? Có. Vừa rồi em bảo em ước bài già đúng không? Cuốn sách này chỉ có công chúa thôi, không có bài già đâu. Đây là công chúa nhá. Quay cuốn sách ngược lại đi. Quay ngược lại như này này. Tặng em bà già đem về chơi nhá. Đây là bà già của em đó.
Hỗ trợ lớn nha quý vị. Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cầm bài dài về chơi nhá. Kính thưa quý vị khán giả mến, ảo thuật là vậy, ai cũng thể biểu diễn được và bạn nhỏ cũng thể biểu diễn được. Vừa rồi quý vị khán giả đến với tiết mục ảo thuật hài hước, đưa quý vị khán giả có những tiếng cười sau những ngày lao động học tập mệt nhọc. Và hôm nay con